từ bé đến bây giờ là mấy chục năm. Lâu lắm rồi. Đến 70 năm rồi. Ừ. Bây giờ lại quay lại để hỏi anh Hà xem có đúng không? Có nhìn thấy Tây Thầy giáo ngày xưa thật khiếp không? Nhà Mười Lan có biết không? Biết. Nhà Mười Lan là giống nhất. Đức Tuyết, và Nội Bi. Từ cái hồi bé thì rồi phải hỏi, bây giờ phải hỏi anh Hà xem như thế nào. Anh Hà đi, chú Đức chú nhớ nhiều, anh Hà nó mãi đi đá bóng. Mà ông này đánh bóng chuyên giỏi, ông đánh chuyên nhà. Về sau đó, ngày xưa chỉ có một tay huấn, huấn được xe buýt, tôi có quay như này. Thì hay, hay đánh bóng, trong chức đạt đập. Về sau đây đập còn giỏi hơn bọn kia, khi mà gần giải phóng. Hỏi muốn hỏi cái gì hỏi luôn đi, không có đến không về nhà. Biết ra hội vũ không? Còn nhớ hội vũ. Về nhà lại nhớ bảo chứ chưa cái hỏi nhà 50 không? Lại phải đến hỏi. Thằng vui rồi đấy. Thằng vui. Bên sau bản bản bảng bản. Cái ngày còn bé đến bây giờ.